Bây giờ tôi là người già, nhưng mà cái tính, cái bản chất của tôi là vui tính từ lúc sinh đi này. Đến bây giờ cũng vẫn chưa chừa cái tính vui tính. Cái bữa hôm mà ngồi ngoài chợ tôi bán rau thì chợ cũng hết người rồi, còn ế mới rau. Bây giờ có cái anh cắt ôm cái cặp anh đứng anh chờ chưa. Tôi mới nói đùa một câu, đúng là ế chồng mấy chục năm trời nay mà không buồn, mà nay ế mới rau mà buồn. Nên là anh ấy với bà già mà vui tính này. Tôi thưa lại với anh, bà tôi già mà nha, tôi già bà mới mốt có hàm răng, chứ cái bề nhan khác thì bà vẫn như trăm không đồng. Anh ấy cứ hỏi tôi là hôm nay bà bao nhiêu tuổi, tôi trả lời rằng là tuổi xuân của bà mới có 85, phấn xuân mà bà trang điểm thì trăng rằm còn thưa cha. Thế là anh nó lại đi hỏi đến bà được đông côn. Tôi nghĩ trong bụng tôi cứ coi cái chuyện thì phải nói hài với thằng cha mới biết được. Bắt đầu là tôi cả con đẻ con nuôi là 11 người con, chín trai hai gái. Anh nghĩ cái bà đông côn nếu còn nuôi con nuôi thì tôi trả lời với anh con thì mấy mà cho thừa anh. Dạ anh ơi, có ai tham gia công tác xã hội không? Thì tôi có một nhà giáo, nhưng mà nói linh hai thì mới ra hài. Chú anh ạ, tôi có hai anh nhà giáo, nhưng mà một anh mất dạy. Anh hỏi tôi bất cả, nó tha tôi bất cả. Bác có hư hỏng lắm, nhưng mà hư hỏng thì đi dạy học kinh doanh được anh. Nhưng bà lại biểu anh nó mất dạy, đi chớ nghỉ hưu rồi nên còn chạy năng lần nữa mà không mất. Còn hai anh thì cũng nối được nghiệp cha, có nơi ăn chốn ngồi đàng hoàng, có người học hỏi. Anh ơi, cái hai bác nó làm công tác gì ở bà, có hai anh nó ngồi trên bàn thờ. Hai anh thì bây giờ xã hội tiến lên thì hai anh đang nghiên cứu đưa đất nước vào khuôn khổ. Anh hỏi con bà bằng cái chi mà đưa được đất nước vô khuôn khổ. Tôi rút cái điện thoại tôi bấm máy với anh nói chuyện với em. Hai anh nó đang đóng gạch nhưng mà Ninh Bình thì đóng gạch thì không đưa đất cái nước vô khuôn này mà nhân dân ra gạch được. Sáu anh rồi anh này, chứ còn hai anh nữa thì là hai giám đốc ở trong miền Nam, nhưng mà hiện giờ là đi nước ngoài. Thế hai bác nó bây giờ lại công tác ở nước ngoài là bạn cũng không, hai giám đốc nhưng không vững lập trường, cứ thấy tiền thấy bạc là tối mắt lại, cho nên bây giờ như thế là đi chạy trốn nợ. Như là 8 anh rồi anh nha. Còn một anh nữa thì là đi thi nhảy cầu thì được nhà nước nuôi cho 5 năm, nhưng còn phải thi lại. Có nhảy được nữa thì nhà nước đi sử dụng, mà không nhảy được nữa thì nhà nước trả về. Việt Nam ta làm chi có cái cầu mô mà đi thi hả bà? Nước Việt Nam thì không có, nhưng tỉnh Thanh Hóa tôi có. Thế là chả nói giấu cho anh, nói cho anh cũng đừng ngủ là trong khuya quân, nhưng mà quân tôi nhảy vào cầu cao. Anh nội chúng anh bốc vài, anh bốc vài anh cho 200. Anh cho 200 đó là đến sau. Cái anh lái xe lại tôn trăng nó là 300. Thế xong lại vô cái quán của chị Dũng Nguyệt ở ngoài đó. Thế anh bế thằng nơi lên tay, chứ hỏi em bé năm nay bao nhiêu tuổi. Tôi cứ thả bé xuống, bé mới nói được chứ bế trên tay bé nói rằng là anh dựa tôi xuống. Anh em bé năm nay bao nhiêu tuổi mà lúc chờ tôi cũng nói cái anh ra thôi. 79 mùa xuân chưa trả lại, bước đường gian khổ vẫn đang đi. Anh lên đóng cửa chìa, tôi cứ cầm đem bạc tôi nhìn theo đi. Chị chung là chị biết con Ninh đi nữa. Tới nay lên lần đi hái rau nó đi nói mà lấy tiền luôn. Bây giờ đến lúc về thì bữa nó cũng như thế, là ông bà xui đi, lại không đi đường thẳng, lại đi đường trẻ. Nhưng có một cái chè mía cao ngất ngủ đi trong đi ra, mà tôi ngoài đi đi vô, tôi xuống một trình để trà cho gần đến cái chè mía nó thì tôi đi xuống.
Nghĩa là đến đứa là anh nó cũng dừng khi anh mở cửa anh ra. Anh hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Tổng người phứa điều tăm mây á. Anh nói bà già như chứ mà bà thấy cái xe của cháu gì mà bà không kinh không sợ, bà cứ đi một chinh cho đến đây thì cháu cũng phục bà. Tôi lại nói với anh vô tư đi, đây là lính thò Điện Biên mà, anh có trách nhiệm tránh tôi có trách nhiệm tránh anh. Thế là anh rút cái cặp ra anh cho 40. Nên thì cũng phải là nói cũng trả tiền không ạ. Người ta còn làm chết thương như chưa được 360 cho tôi nói trong lúc nó vơ nó vĩnh mà cũng ra 360 à. Có một cái một mở đường 360 thì tôi đi cái xe đạp lên cái quán trình đây thì có mấy đứa con gái ngủ tỉ nhìn coi đi, cái bà già mà đi xe trời nắng đâu chứ mà đi cái xe ngon đành. Tôi xuống xe thôi chứ răng đây để kêu toàn cái bà già làm nha. Nhưng nói chứ kêu bằng cái chi được. Tao đang đi tìm tình yêu mà bà kêu chứ thì còn ai nhìn với tao nữa chứ. Tao già nữa, tao muốn nó răng cái đời nhanh sắc vẫn như trăng không trần. Để nay lên đừng kêu tao bằng bà già nữa nha. Kêu chị cô ạ. Với là hai cái anh với bà đọc lại thì sao nghe đi. Với đọc lại mà anh vô cái điện thoại ạ, nếu mang cho 100, anh cho 60. Được có cái câu nói trong đường 160 nha. Có mà sức khỏe đi mặn cả ngày cũng chưa được 160 chứ. Tôi nói 160, không là tôi nói cũng ra tiền từ cái gì.